chào tất cả các bạn nhá. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục review cho các bạn những cái món ăn ẩm thực của người dân tộc Mường ở Hòa Bình. Và ngày hôm nay là nhà ông Anh đây sẽ làm tân gia nhà mới. Hôm nay mình sẽ vào nhà ông Anh, mình sẽ quay lại cái cảnh mà người dân ở đây làm ẩm thực những cái món ẩm thực đặc sắc của người Mường ở đây các bạn nhá. Bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình vào trong này nhá. Ở đây là nhà của anh Quách Văn Thạnh ở xóm Khướng, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình. Ngôi nhà trước của anh ở đây các bạn nhé. Do có làm đường quốc lộ, đường ở đây. Một con đường mới ở đây, cho nên giải phóng mặt bằng, xong rồi nó cao quá. Anh xây chuyển xuống dưới này, anh làm được ngôi nhà ở đây. Đây, bây giờ mình sẽ đi lên trên này trước đây nhé. Mình sẽ đi lên trên nhà cũ này xem là các bác đang làm món gì đây. Ngày hôm nay có món gì đây các bạn nha. Từ nhà cũ này thì chỉ có một cái cầu thang đi ngang thẳng vào tầng 2. Rất là hay. Đấy, từ trên nhà cũ này có thể đi thẳng vào tầng 2 luôn. Vào ban công tầng 2 luôn. Có cầu. Đây. Trong nhà đây các bác đang làm đồ ăn đó. Trong này các bác đang làm đồ ăn đây. Ở đây là các bác đang làm thịt trâu này, tí nữa còn thịt lợn nữa. Đấy. Đây thịt trâu này. Ôi. Trâu ướp ốc gừng à anh? Ớt xả, gừng xả. Làm món gì đấy? Hấp à? Hấp chấm, có mua khẹ không anh? Đâu? À khẹ đây à. Đây là món khẹ đây. Đi chào nhá. Nấu khẹ. Nấu bịa ở đây mọi người ạ. Và cái này là hấp xả gừng. Đây là cơm xôi. Cơm xôi. Đây này còn xôi gạo vừa mới ngâm đây. Ngô này là xào hay nấu canh gì đấy. Đấy, mình đi ra đằng trước nhà ngày trước đây. Đây là đằng trước nhà ngày trước. Ở đây nó thành một cái vực rồi, rất là nguy hiểm rồi. Sâu lắm mọi người. Đấy, ôi dồi ôi, ở đây xuống đến tầm mười mấy, 20 mét đấy. Đằng sau này là ngày trước là vườn keo, vừa khai thác rồi. Bây giờ trồng mới rồi. Còn ở phía ngoài kia là chuồng lợn này. À, bây giờ mình sẽ đi ra đi xem lợn nhá. Tí nữa là làm thịt con lợn nào nhá. Nghiệp rồi. Đây, đi ra chuồng lợn nhá. Đi ra xem chuồng lợn ở đây. Đây, lợn ở đây các bạn này. Đây. Lợn loài, lợn rừng. Con này là đúng con lợn rừng. Nhưng mà lông nó không được dài lắm. Đây con này này, lông vàng này. Lông nó dài này. Con kia thì ui con này cơ, chắc là con này ngon hơn này. Con này ngon đấy. Hình như là anh bảo là thịt con to nhất này tầm 70-80 cân gì đấy, không biết có được không. Là con này ấy. Đấy, đây là con này các bạn, thịt con này nhá. Tí nữa mấy bác ra để bắt để làm thịt.
giờ các bác đang vào để bắt lợn. Làm kiểu nào cho bắt nó được nó đây. Có chắc chu được rồi, giờ chắc được rồi. Vậy, sợ nó nhảy à? Không, giờ chắc buộc mồm buộc chỉnh. Chắc là vừa người ta. Này phải bốn người mới chưa chắc đã giữ được nó các bạn. Con này nó khỏe lắm, ngày trước là thả rông nhưng nó khỏe. Đấy, 4 người không giữ được. Ôi, một con nhảy ra ngoài rồi. Vào chuồng kia đi. Rồi, để cho nó vào bên này đi. Đây, đây, vào đây, ở đây. Ui ui. Anh Thạnh thì anh đang đi, vừa đi chở phong rạp về để bắt ở chỗ này cho nó rộng rãi. Bây giờ đang tiến hành là cái món thịt bò hấp xả, à thịt trâu à, hộp bia. Cái này phải cho một két bia vào đến lúc khỏi phải uống nó luôn. Chỉ cần ăn này cũng đủ say rồi. Thôi, thế cứ tính một người cho một lon đi, xong đổ hết vào đấy. Đây là hạt ngô để trộn với xôi đấy. Xôi ngô, không phải xôi đậu nhá. Đây là xôi ngô, ngô non thôi. Được gọt ra những cái mỏng mỏng này để trộn với xôi để đổ xôi, hấp xôi đấy các bạn. Món gà này luộc sẵn rồi. Gà luộc. Còn ở cái này là xôi này chín rồi, mình mẻ rồi. Xôi ngô. Giờ là bắt đầu cân lợn được. Ui. Phải trên 70 cân. Đấy. Ui, ui gần 80 cân rồi. 75 cân ạ. Thàm mới mấy cân ạ? Có đây cái ngàn lên đâu bác. Nhanh lên. Còn cái đầu của nó. Ui 82 cân. 82 cân. Bây giờ thì mới bắt đầu thui thôi. Tính kho bằng ga nhưng mà đang bị hỏng cái kho. Làm cái thui này cho nó ngon. Mùa này thì hết rơm. Nhìn thịt của con này khá là chất lượng đấy các bạn. Rồi nhìn cũng mỡ cũng nhiều nhưng mà cũng nhìn cũng thấy ngon thôi. Còn cái này là nồi kẹ, nồi vịa đấy. Nó có củ gừng này, sả này, ớt này. Cái này tính ra làm món nướng này, luộc này. Có xào không nhỉ? Không có xào. Nướng luộc. Ở đây thì phải bắc thêm một cái rạp để cho nó rộng rãi cả ở trong nhà và cả ngoài này, bởi vì là còn có cũng khá là nhiều khách ấy. Các bác ở Hà Nội về nữa, ở Hà Nội là họ hàng đấy, hôm nay về quê cũng chúc mừng tân gia nhà mới của anh Thạnh. Hình như là có các bác có mang tặng cái tivi, cái giường gì đấy, à trong này này. À, chào các bác ạ.
Đây, toàn các bác ở ngoài Hà Nội về quê. Đây anh Thạnh ở đây. Thôi vào nhà đi. Đây ở trong nhà đây các bạn. Đây trong nhà thì là khá là rộng rãi. Đây cái tivi của các bác ở Hà Nội mang tặng đây. Ở trong này là đây có một phòng ngủ này. Chưa có giường có gì luôn. Còn mới tanh luôn, chưa có giường, chưa có gì. Này trong này là nhà vệ sinh. Đây nhà vệ sinh, ôi cũng chưa xong mà. Còn chưa có lắp cái gì hết. Trong này hình như là cũng là một phòng phòng ngủ hay phòng gì đấy. À vệ sinh bên này. Vệ sinh bên này, còn bên kia là nhà tắm. À, đây là vệ sinh này. Bên kia là nhà tắm, mình tưởng là vệ sinh là chưa lắp cái gì. Đây, nhà tắm thì khá rộng rãi luôn. Đây đằng sau. Đằng sau này chưa có gì. Bãi đất trống không. Cầu thang lên tầng, đây lên tầng 2 đây. Mình sẽ đi lên tầng 2 xem. Cầu thang lên tầng 2 đây. Ở trên này thì ngay chỗ phòng giữa đây thì có đặt một cái bàn thờ tổ tiên. Đây cũng có bàn uống nước. Ở đây là bàn uống nước. Đây một phòng nữa này. Và trong này xem này, trong này cũng hai phòng nữa. Đây là phòng ngủ nữa này là 3 này, đây phòng ngủ nữa là 4 này. À đâu, 3 phòng ngủ chứ, với phòng khách là 4. Còn ở chỗ này là phòng vệ sinh nữa. Và chỗ này là một cái đường, cái cầu đi sang nhà cũ bên kia. Một cái cầu. Cầu này đi sang bên nhà cũ. Bên nhà cũ cũng có đường đi xuống nhá. Các bác này đang sắm bánh kẹo. Cho nó đỏ, nhiều đỏ. Vâng. Đây con bé luôn đấy. Dạ. Nó suốt ngày dán kẹo dọn này. À. Đây là anh chủ nhà anh Thạnh đây các bạn nhá. Đấy, anh cũng sướng đời quá. Chào anh em nhá. Năm quá. Gần 50 năm mới làm cái được nhà như này, phấn khởi quá nhỉ. Nửa cuộc đời rồi. Nửa cuộc đời làm được cái nhà đẹp ấy. Đây, mời anh em họ hàng bà con về cùng chung vui. Hết nửa đời rồi. Chưa hết nửa đời. Chào tất cả anh em nhé. Giới thiệu với người là anh chủ nhà nhé. Hôm nay bao nhiêu mâm anh? Tầm 50 mâm. 50 mâm à? Cháu hết tất cả là 50 mâm. Ừ. Chồng các cháu vui đông vui đến đông đủ. Anh em là nội ngoại đó, đông đủ hết rồi, có hết rồi đó. Có cả các bác ở Hà Nội cũng về quê nữa rồi. Hôm nay các bác tặng cái tivi rồi với cái gì rồi? Trước hết là một tivi rồi. À. Tivi 52 inch. Rồi rồi. Tivi thấy để trong nhà kia rồi. Tivi hãng là cao cấp đấy. Không phải dùng chảo, dùng wifi luôn. Rồi bây giờ đi vào trong này xem làm đồ ăn đi. Hai cái nồi, ba cái nồi này là đây là cái cơm này.
đồ cơm, hấp xôi. Đây cũng là xôi. Nồi này là nồi thịt trâu hấp. Mùa hơi tối. Không biết là thấy không? Mình sẽ mở ra thử xem đây. Ui tối quá không nhìn thấy gì. Rồi để khi nào đem ra thái thì mới quay rõ cho mọi người cùng xem. Ở ngoài này là luộc nồi thịt luộc. Luộc thịt. À đây. Luộc thịt sắp chín rồi. Chín xong là vớt thịt ra xong cho xương vào để nấu nước canh. Xương này nấu nước canh với cà rốt, cải trắng này, với lại mật lợn. Mật à? Mật này là uống rượu. Súp lơ với cả là cải trắng, cà rốt rồi nấu canh, canh xương. Cái mật này chỉ nhúng vào thôi nhỉ? Đấy, nhúng vào nước sôi vậy nha, mọi người nhỉ. Nổ, mà cho vào luộc lâu nó sẽ nổ mất. Nhúng vào nó vừa chín chín rồi bỏ ra để vắt vào rượu. Nhúng tầm độ 1 phút thôi. Luộc bắt đầu ra lò này. Đấy. Điểm ngon phết đấy. Đây cái luộc đây là chín một nửa rồi. Hai cái túi mật, ủa sao lại có cái túi nhỏ này nhỉ? Mật lợn, gần đây mật trâu à? Cả mật trâu. Mật trâu à? Mật trâu này. Ừ. Cả mật trâu chơi vào uống rượu luôn. Ruột non. Cái này nướng để anh em nhà bếp là thưởng thức. Cái này nó không đủ để cho khách. Đây này mọi người này. Đấy. Rất ngon mọi người nhé. Này thịt trâu hấp cũng ra lò rồi. Nóng hổi rồi. Nóng hổi rồi. Đây này mọi người này. Đấy, nóng hổi đấy. Thịt ui mùi thơm, mùi bia. Mùi mà có cái mùi mùi hấp bia đấy. Đấy bốc khói, khói toàn khói ra mũi của mình đây này. Thơm quá. Ngoài này các bác nướng thịt sắp được mẻ rồi. À nướng hai lò luôn. Một lò là nướng vào cái cây tre, còn một lò thì chuyên vào cái cây chuối. Ây à, dạ khoái quá. Ui, còn đây này, đây là ướp sẵn rồi, gia vị sẵn rồi nhé. Giềng, mẹ, dầu ăn, rồi nước mắm này. Hơi bị khói một tí. Ui, thơm, thơm quá, khói. Khói đúng vào cái chiều của mình. Đây cho mọi người xem cái miếng thịt nó vàng như này này. Bây giờ mới bắt đầu thái thịt trâu này, sẽ miếng thịt trâu bốc mùi thơm. Xôi này thì được gói vào lá chuối cho nó được giữ nhiệt và nó sẽ ấm hơn và nó không bị khô. Đối với người Mường ấy thì mâm cỗ thì thường được gói bằng lạc chuối. Ít khi cho lên đĩa, mà có những cái món nào mà
nó không có nước hoặc là nó đấy thì mình cho lên đĩa thôi, còn lại cho vào hết ở trong một cái mâm. Hai món để cho mỗi món một góc. Tí nữa là cho thịt trâu, thịt gà, thịt lợn nướng vào mỗi mỗi món một góc mà. Ở đây mới được có hai món này, thịt trâu với thịt gà với giò này. Đây là những miếng thịt ba chỉ khá là hấp dẫn đấy nhá mọi người nhá. Trông rất là ngon, cái này trông với muối trắng thôi hoặc là muối hạt rổ. Gần 12 giờ trưa rồi thì khách cũng đến rất là đông rồi. Đã được một nửa dạp với lại cả họ hàng ở trong nhà nữa và cả trên tầng nữa. Ở đây còn khoảng chục mâm nữa, ở đây còn chục mâm nữa. Để xem trong mâm cỗ có những cái gì nhá mọi người nhá. Đây là món khẹ này, khẹ trâu này. Đây là nước canh canh xương. Món này là món quả sung nộm. Đây để xem ở trong này nhá mọi người nhá. Đây ở đây này, xong này là thịt nướng này, thịt luộc này, thịt trâu trâu luộc chấm tương bần này, có giò với cả thịt gà. Che cái lá này lại cho nó khỏi ruồi. Ở trong nhà này thì các bác ở Hà Nội ngồi ăn ở đây. Ở chỗ này thì hơi nắng một tí. Đâu rồi? Giờ mình sẽ đi lên tầng, cái tầng 2. Đã xem ở trên này được mấy mâm. Ở trên này là mâm các bác, các cụ. Đây là trên này là mâm của các cô, ông, các bác. Trong phòng này cũng có một mâm nữa này. Trong phòng này được được hai mâm, mâm bên này với cả ở trong phòng này nữa này. Phòng này là của các bà. Ở trong này cũng được hai mâm, hai mâm các bà.
Các bạn thân mến, bây giờ cũng khá là trưa rồi, khách khứa thì cũng đến hết cả rồi. Bây giờ anh em gia đình họ hàng với cả khách khứa cùng ngồi hết ở khu vực rạp với cả trong nhà và trên nhà trên nữa. Thì bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức những cái món ẩm thực mà vừa rồi mọi người được thấy nhá. Đấy, bây giờ mình thử trước cái món thịt trâu hấp. Thịt trâu hấp hấp bia hấp xả. Cái này là chấm với tương bần cũng được mà chấm với cả phía bên kia vẫn được. Rất là ngon. Có mùi vị nó thơm thơm. Còn đây là quả sung này. Sung nộm này, cà rốt này. Với cả là xả rồi là đường. Nó rất giòn bạn ạ. Cay cay rồi có mùi xả. Có lẽ là bây giờ mình cũng xin kết thúc cái video của mình tại đây để cho mọi người được ăn tự nhiên hơn nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong cái video trải nghiệm tiếp theo của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.